Virtu Iron Leaf là dòng điện thoại cao cấp được ưa chuộng bởi sự đẳng cấp, sang trọng và thiết kế độc đáo. Để bảo vệ và nâng tầm cho siêu phẩm này, bao da điện thoại màn hình gập Virtu Iron Leaf ra đời như một phụ kiện không thể thiếu. Với chất liệu da cao cấp, thiết kế tinh xảo cùng khả năng bảo vệ vượt trội, bao da điện thoại màn hình gập Virtu Iron Leaf là lựa chọn hàng đầu dành cho những ai muốn giữ gìn chiếc điện thoại của mình luôn trong tình trạng hoàn hảo. Bao da được làm từ da cao cấp đem lại cảm giác mềm mại và bền bỉ theo thời gian. Mỗi chi tiết đều được các nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ, từ đường chỉ mai đến logo Virtu nổi bật. Thiết kế gập của bao da giúp bảo vệ tối ưu cả màn hình và thân máy, tránh trầy xước và va đập khi sử dụng hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở tính năng bảo vệ, bao da Virtu Iron Leaf còn thể hiện đẳng cấp của chủ nhân nhờ những chi tiết tinh xảo như logo Virtu dập nổi, các cạnh bo mềm mại và bề mặt da bóng mịn, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Mỗi chiếc bao da là một tác phẩm nghệ thuật phản ánh trong phong cách sống thượng lưu và tinh tế của người sử dụng. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.